Sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu một cái dạng cấu trúc mới. Cái dạng cấu trúc này thì người Trung Quốc người ta rất hay dùng nhiều, và cả trong văn nói, trong văn viết. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái từ, cái cấu trúc này. Thì cái cấu trúc này có nghĩa là, đây, cái cấu trúc này có nghĩa là đối với cái gì đó mà nói. Cấu trúc. Đối với chấm 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 mà nói. Mình sẽ cho to vào lên đi. Đây là cái ý nghĩa của nó. Đối với cái gì mà nói thì cái gì. Đó. Thì khi mà sử dụng, thì khi mà sử dụng cái cấu trúc này thì các bạn muốn đề đạt đấy. Các bạn muốn khi muốn bày tỏ cái quan điểm, muốn bày tỏ quan điểm của cá nhân hoặc là ai đó. Thì khi muốn bày tỏ quan điểm gì đó của mình hoặc là của ai đó thì các bạn sẽ dùng từ tuy lại xua. Đó, tuy lại xua, đối với mà nói. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ bằng tiếng Việt này. Đó là đối với tôi mà nói. Đối với người Việt Nam. Đối với người Việt Nam, hoặc là khi đó mình chỉ cần là với tôi hoặc với người Việt Nam, thì đối với người Việt Nam thì tinh thần yêu nước rất thiêng liêng đó. Đối với người Việt Nam ở đây trong này mình viết tắt, còn nếu nó sẽ có chữ mà nói đó. Thì tinh thần yêu nước rất là thiêng liêng cao cả. Đó. Và đây, mình đã lấy ví dụ để các bạn hiểu. Đối với này, mà nói. Đối với sang sinh, mà nói sang sinh. Ok, bây giờ mình sẽ đi viết một cái ví dụ tiếng Trung. Ví dụ như là, đối với tôi mà nói, thì tôi không thích cái áo này. Quan điểm của tôi là như thế. Tôi không thích áo này. Tôi hiểu à? Tôi của lái xua, tôi của lái xua, của bù xì hoa chơ cơ, chơ cơ máu y, máu y. Đó. Đối với tôi mà nói thì tôi không thích cái áo len này. Tôi bày tỏ cái quan điểm của tôi là tôi cảm thấy tôi không ưng cái áo len này. Đó. Tiếp theo là đối với anh ta mà nói thì chữ tiếng Hàn thì khá là đơn giản, tuy tha lại xua, đấy, đây tuy tha lại xua, vậy Hàn ngữ ở bì chào khá là bì chào rúng nhị là đơn giản. Đó, thì mọi người nhớ đây, khi mà dùng cái cấu trúc tuy lại xua có nghĩa là các bạn muốn bày tỏ một cái thái độ, một cái quan điểm ở đây thì mọi người sẽ dùng từ tuy lại xua. Đó, thì mọi người chỉ cần nhớ áp dụng đúng cái cấu trúc là có thể làm được. Đó, đây tuy chấm 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 lại xua có nghĩa là đối với, mà nói.